chúng ta quay trở lại hiệp thi đấu thứ tư, trận đấu tranh huy chương vàng giữa hai đội tuyển Indonesia cũng như là đội tuyển Philippines. Người trên màn ảnh của chúng ta đó là Marques Bolden, hiện giờ đang có 4 lỗi cá nhân. Thi đấu cả một hiệp 4 với 4 lỗi cá nhân, khó khăn đang đặt nặng trên đôi vai của Marques Bolden. Nhưng hiện giờ Indonesia họ đang có nhịp cực kỳ tốt trên vạch 3 điểm. Ở cuối hiệp thi đấu thứ 3 thì họ có 3 tình huống đem 3 điểm thành công. Trọng tài xác định tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 4 Kefir đến từ phía của Philippines. Chết bóng dành cho Indonesia. Andakara đường chuyền ra, liệu có ném 3 điểm? Không thể ném 3 điểm bởi vì Andre Mathieu đã kèm sát. Nhưng đây là cú ném 3 điểm đến từ Jakarta Brandon. Jakarta Brandon đáng lẽ phải làm điều này sớm hơn, khi thực sự anh là một tay thiện xạ. Một họng pháo thực sự nặng dành cho các cầu thủ của Philippines để có thể phòng ngự. Cú ném 3 điểm chính xác đó là cú ném tầm trung đến từ Andre Mathieu. Thu ngắn được khoảng cách. 9 phút 10 giây là khoảng thời gian còn lại của trận đấu này, nhưng trận đấu thực sự căng thẳng. Đã qua được người, Andakara lên rổ. Chưa có điểm cho Andakara. Và trọng tài xác định tình huống phạm lỗi bởi cầu thủ mang áo số 15 bên phía đội tuyển Philippines. Đó là Fajardo. Hai phải ném phạt ngay sau đây dành cho Andakara, cầu thủ mang áo số 7 Indonesia. Second team foul. Hai lỗi cá nhân từ rất chính xác là hai lỗi đồng đội từ rất sớm đến từ đội tuyển Philippines. Lỗi đồng đội sớm ở những quãng đầu như thế này cũng có thể giúp cho các cầu thủ Philippines đến cuối trận là có thể xác định được ai nên là người phạm lỗi và cũng như đưa đối phương lên vạch ném phạt để có thể có những toan tính để có thể lấy bóng. Nhưng vừa rồi tình huống ném thành công dành cho Andakara sẽ là tình huống ném thứ hai dành cho Andakara. Hai tình huống đều thành công, khoảng cách trở về con số 5. Khoảng cách xa nhất mà Indonesia tạo ra ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là 7. Họ còn cách khoảng cách đó chỉ còn là 2 điểm nữa mà thôi. Để xem các cầu thủ của Philippines có cho điều đấy diễn ra hay không. Tình huống truyền vào nhưng để bị mất bóng đến từ cầu thủ mang áo số 4 bên phía của Philippines. Liên tục với những tình huống tấn công chưa thực sự hiệu quả đến từ các cầu thủ mang áo xanh. Trong khi bên phía Indonesia hiện giờ họ đang dồn bóng cho một họng pháo mang tên Jakarta Brandon, cú ném 3 điểm. Bóng chưa đi vào rổ dành cho Juan Lauren và vừa rồi trọng tài xác định tình huống phạm lỗi. Phạm lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 16 Bakusma của Philippines. Không, chính xác hơn là phạm lỗi kéo đến từ cầu thủ mang áo số 24 của Indonesia đó là Agassi. White team. First team foul. Đây mới chỉ là lỗi đồng đội đầu tiên của Indonesia mà thôi. Tiếp tục là những tình huống nhận được điểm trợ đến từ Kefir. Đây tình huống floater, bóng đi yếu lực và trọng tài xác định tình huống phạm lỗi. Cùng chờ xem quyết định trọng tài là ai là người phạm lỗi. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có hai tình huống ném phạt sau đây cho tuyển Philippines. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi đó là số 0 Juan Lauren. Jakarta Brandon, người mặc áo số 3, đang kéo các đồng đội để có thể hội ý nhanh. Đã có những tình huống ném 3 điểm cực kỳ hiệu quả. Jakarta Brandon, hai tình huống ném 3 điểm thành công thì đều là hai tình huống ném 3 điểm đưa thêm tinh thần cũng như là kéo giãn khoảng cách ra dành cho đội tuyển Indonesia. Và vừa rồi tình huống ném chưa thành công dành cho cầu thủ mang áo số 4 bên phía của Philippines đó là Isaac Kiefe Ravena. Những cái ánh nhìn tương đối lo lắng đến từ ban huấn luyện cũng như là hàng ghế dự bị của đội tuyển Philippines. Cú ném thứ hai, bóng chưa đi vào rổ dành cho cầu thủ mang áo số 4 của Philippines.
hai tình huống đặt nặng yếu tố tâm lý thực sự dành cho cầu thủ của Philippines. Phải chăng các cầu thủ Philippines sẽ có điểm ngay sau đây, và đó là tình huống có điểm thành công sau một tình huống giả chạy cắt đến từ Andrew Mathieu. Sự thông minh, đó là những gì mà Andrew Mathieu vừa thể hiện được ở trên sân. Cách chỉ là 3 điểm mà thôi. Có điểm trợ. Tình huống chuyền vào alley-oop, và đó là có điểm thành công dành cho Marcus Bolden. Hiếm hoi chúng ta mới thấy được những tình huống đánh alley-oop, và Marcus Bolden không thể bỏ lỡ tình huống chuyền đó. Andrew Mathieu cắt bóng, Agassi là người cắt được trái bóng đó và hạn chế tình huống tấn công của đội tuyển Philippines. 8 giây trong tình huống tấn công này, 7 phút 32 giây là khoảng thời gian còn lại. Sẽ là phát bóng biên. Nhưng các cầu thủ của Philippines họ chưa bằng một cách nào có thể đưa bóng cho Fajardo được, mà chỉ là những tình huống đánh ISO của những cầu thủ đánh ngoài mà thôi. Cú ném 3 điểm thành công. Đó là một tình huống ném cực kỳ quan trọng để không để cho trận đấu đi quá xa. Thậm chí cầu thủ mang áo số 4 của Philippines còn gửi tới khán giả những một nụ hôn gió. Một tình huống chuyển ra, luân chuyển bóng tốt, Agassi step back bước lùi, cú ném 3 điểm, bóng đi yếu lực. Tiếp tục là những tình huống tranh bóng, vẫn còn bóng dành cho đội tuyển Philippines, lợi thế hơn người, tận dụng được như nào đây. Cú ném 3 điểm, lần này bóng chưa đi vào, yếu lực và những lộn xộn đã diễn ra. Và cầu thủ mặc áo số 18 bên phía của Philippines là Choi Z không thể nào kiểm soát được trái bóng. Bóng trả về dành cho Indonesia. 6 phút 51 giây là khoảng thời gian còn lại cho hai đội với mục tiêu cạnh tranh trước huy chương vàng. Pha va chạm của Fajardo cũng như là Marcus Bolden. Thậm chí là có những tiếng Việt Nam trên nhà thi đấu huyện Thanh Trì, nhưng mà đây vẫn đang là trận đấu giữa Indonesia và Philippines. Tình huống ném 3 điểm, bóng chưa đi vào rổ dành cho Marcus Bolden. Rất hiếm hoi Marcus Bolden ném ở cự ly 3 điểm. Trong trận đấu ngày hôm nay anh chỉ mới có thành công một tình huống ném 3 điểm mà thôi. Chạm tay của cầu thủ mặc áo trắng. Những hình ảnh rất fair play đến từ cầu thủ của hai đội khi cả hai đội đều kéo nhau đứng dậy, không kể màu áo. Một hình ảnh rất hữu nghị và cũng như là kết nối. SEA Games sinh ra để tạo nên một cộng đồng Đông Nam Á, một cộng đồng ASEAN trở nên mạnh khỏe hơn, một cộng đồng ASEAN gắn kết hơn. Và những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy được thực sự là những hình ảnh đầy gắn kết. Bóng trong tay Fajardo, muốn nhồi bóng vào đến từ Fajardo, tấn công một cầu thủ với 4 lỗi cá nhân, nhưng đó là tình huống block bởi một Marcus Bolden. Tình huống chuyền vào lên rổ Agassi, và có điểm thành công dành cho Agassi. Những tình huống đánh phản công như này, tốc độ trận đấu rất nhanh, và lỗi rồi. Lỗi đến từ Jakarto Brandon. Jakarto Brandon trong pha va chạm đó, phải chăng anh đã đưa hồng đi quá xa? Và điều đó sẽ giúp cho cầu thủ mang áo số 0 Ravena Ferdinand sẽ lên vạch ném phạt. Nhưng trước đó cũng phải nói tới việc thi đấu cực kỳ tập trung, không để cho Fajardo, cầu thủ mang áo số 15, có khả năng cầu lỗi. Đến từ cầu thủ mang áo số 22, đó là Marcus Bolden của Indonesia. Những hình ảnh cầu nguyện đang được thực hiện đến từ cầu thủ mang áo số 0. Ravena Ferdinand của Philippines. Tình huống ném đầu tiên chưa đi vào rổ. Liên tiếp là những tình huống ném phạt không thành công. Ném phạt là những điểm miễn phí, thậm chí các cầu thủ Philippines lên vạch ném phạt đến 29 lần. Trong khi bên phía của các cầu thủ Indonesia mới chỉ lên vạch ném phạt có 17 lần mà thôi. Lần này thì bóng đã đi vào rổ dành cho Philippines.
khoảng cách chỉ là con số 2. 6 phút đầy căng thẳng và cũng như là nóng bỏng. Tình huống chuyên gia chính xác là khoảng cách là con số 3 dành cho Indonesia, thưa quý vị và các bạn. Chút bước lùi về, qua được người, phải chăng sẽ là chuyền ra? Không chuyền ra như trọng tài xác định, đúng phạm lỗi. Phạm lỗi đến từ cầu thủ của Philippines và người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi đó là Andre Matthew cũng như là Abraham Dama Kahita của Indonesia cũng đã phạm được 4 lỗi cá nhân. Cùng xem lại tình huống này. Ở góc quay này đó là một tình huống block chọn bóng chọn cành, nhưng ở một góc độ nào đó đến từ vị trọng tài đứng ở cánh trái thì ông cho rằng đó là một tình huống đánh tay, nên là cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì cái tay off hand. Bên phía của Indonesia, cầu thủ mang áo số 0 đó là Juan Lauren đã che toàn bộ trái bóng rồi. Cú ném bóng chưa đi vào rổ dành cho Juan Lauren, cơ hội để đưa khoảng cách lên thành con số 4 dành cho Juan Lauren. Thậm chí các cầu thủ của Indonesia chỉ để mỗi mình Abraham ở lại tranh chấp trong tình huống ném phạt này. Hai tình huống ném đều không thành công. Rụt tay là rất nhanh đến từ cầu thủ mặc áo số 0 Juan Lauren của Indonesia. Đường bóng đã đi không được gọn gẽ cũng như là bị thừa lực. Thủ rất thấp đến từ cầu thủ mặc áo số 7 Adakara của Indonesia. Có lợi thế hơn người, chúng ta xác định lỗi tấn công. Lỗi tấn công đến từ Choi Z với Andakara. Có lẽ Andakara đã đặt chọn một tình huống mà cầu thủ Choi Z bên phía của Philippines đưa cùi chỏ cao. Chính xác là như vậy, cùi chỏ của Choi Z đã đưa vào phần cằm của Andakara và đó là điều kiện để giúp cho vị trọng tài có thể thổi tình huống phạm lỗi tấn công. Và đây là những hình ảnh của hai cổ động viên nhí Indonesia. Liệu có ném 3 điểm? Không ném 3 điểm đến từ cầu thủ của Indonesia. Nhưng đây thì cũng lên rổ rất khéo léo và cũng như là luồn lách đến từ cầu thủ mang áo số 4 Abraham. Cách là 5 điểm nghiêng về phía của Indonesia. Thì ném 3 điểm hay chăng? Tình huống ném tầm trung đến từ Andre Matthew lại là một tình huống ném tầm trung quan trọng nữa. Andre Matthew rất biết cách để có thể lên tiếng. Andre Matthew 16 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, 5 trên 9 tình huống ghi điểm và có 5 trên 6 tình huống tấn công ở cự ly 2 điểm. Trọng tài xác định tình huống tiếp tục bóng dành cho đội tuyển Indonesia. Thời gian trong đợt tấn công này chỉ còn là 5 giây. Chưa thể có đường chuyền đến từ cầu thủ của Indonesia. Luân chuyển bóng tốt, cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Tưởng chừng như đó là một tình huống phạm luật 5 giây phát bóng, nhưng Abraham thực sự đã rất kiên nhẫn và có thể chạy ra cực kỳ nhanh để giúp cho người đồng đội của mình không phạm luật 5 giây phát bóng. Matthew chưa thể ném 3 điểm đến từ Matthew. Tình huống lỗi tấn công. Andrew Matthew đã đưa cùi chỏ ra đằng sau, không thể lừa được vị trọng tài đứng ở giữa sân. 4 phút 10 giây là khoảng thời gian còn lại và Andrew Matthew lúc này đây anh đã phạm đến 3 lỗi cá nhân rồi. Offensive foul. Fourth personal foul. 4 lỗi đồng đội. Bên phía của Philippines đã phạm 4 lỗi đồng đội. Ở trong luật bóng rổ thì phạm lỗi tấn công vẫn tính vào lỗi đồng đội, tuy nhiên chỉ không ném phạt. Và thậm chí huấn luyện viên P. Milo của Indonesia đã tung vào Michael Dirick, rất cố gắng cứu bóng đến từ Andakara, chưa thể thành công. Trong những giây phút vừa qua thì các cầu thủ của Philippines họ sử dụng những tình huống ném thay vì là dồn bóng vào trong dành cho Fajardo để có thể khai thác. Cầu thủ có 4 lỗi
đó là Marcus Bolden, và bản thân Fajardo cũng đã phạm 4 lỗi cá nhân. 3 phút 40 giây là khoảng thời gian còn lại trong trận đấu tranh huy chương vàng. Sự căng thẳng là thấy rõ, tình huống lên rổ, bóng chưa đi vào rổ, rebound dành cho Marcus Bolden, lợi thế hơn người cho Indonesia. Tốc độ và cũng như là hướng đi bóng lên rổ và có điểm thành công cho Indonesia. Indonesia họ đang tận dụng từng cơ hội, chắc chiêu từng cơ hội mà họ có, khoảng cách là 8 điểm của cách xa nhất mà Indonesia tạo ra trong trận đấu lớn này. Cùng xem lại tình huống này. Fajardo chạy về quá muộn, và đó chính là lý do vì sao mà Marcus Bolden tận dụng yếu tố lợi thế về sải tay, về chiều cao, về tất cả mọi thứ để có thể ghi điểm trong tình huống đó. 3 phút 28 giây là khoảng thời gian còn lại. Các cổ động viên và cũng như là đội tuyển nữ bóng rổ Indonesia đang rất vui mừng. Cơ hội để có thể cho Indonesia hạ bệ được ngôi vị bá vương Đông Nam Á, Philippines, ở môn bóng rổ đang dần dần được hiện hữu với khoảng cách là 8 điểm. Câu chuyện chắt chiu sẽ là những thứ mà cả hai đội cần phải thực hiện. Chắt chiu trong từng tình huống phòng ngự, chắt chiu trong từng tình huống tấn công, và chắt chiu trong những pha va chạm để không cho các trọng tài có thể thổ lỗi cá nhân. Đặc biệt là những cầu thủ quan trọng như trên hình đây, đó là Marcus Bolden, Jacoto Brandon, hay là ở bên phía của Philippines, đó là cầu thủ số 15 Fajardo, Andrew Mathieu. Fajardo đang xin bóng để có thể tấn công rồi. Phòng ngự tốt và có điểm thành công dành cho Fajardo. Lúc này đây rất cần những yếu tố ghi điểm cận rổ chắc chắn từng điểm một đến từ Philippines. Andakara có thể chuyền ra ngoài Marco Diric, chưa thể ném 3 điểm được đến từ Marco Diric. Tiếp tục là những tình huống cố gắng điểm trợ, tình huống chuyền vào nhưng đó là lập bập, vẫn còn bóng. Marco Diric với tình huống ném 3 điểm, bóng chưa vào rổ cho Marco Diric. Và đây là rebound được dành cho Andrew Mathieu. Đọc tình huống cực tốt đến từ Andre Mathieu, pha floater chưa đi vào rổ, cắt được bóng, vẫn còn dành cho Philippines. Tình huống chuyền vào lên rổ và có điểm thành công tiếp theo dành cho Philippines. Họ đang thể hiện vì sao họ được gọi là bá vương. Họ không từ bỏ, ngay là 8 điểm nhưng rút ngắn rất nhanh xuống chỉ còn là con số 4. Hai pha hội ý, chính xác là hội ý hiệu quả để tạo ra hai tình huống tấn công ở khu vực dưới rổ là cực kỳ hay bởi huấn luyện viên Vincent Reyes. Tình huống ném tầm trung, bóng chưa đi vào rổ dành cho Jacoto Brandon nhưng trọng tài đã cất tiếng còi. Một chút vuốt cùi trỏ đến từ cầu thủ của Philippines dành cho Jacoto Brandon. Hai pha ném phạt sau đây, có người phạm lỗi trong tình huống đó chính là Andrew Mathieu. Phải chăng đó là lỗi cá nhân thứ 5 đến từ Andrew Mathieu? Cùng xem lại tình huống này. Ở góc độ và cũng như là góc nhìn thượng đế từ trên cao xuống thì có thể thấy rằng pha va chạm đó Andrew Mathieu cũng rất cố gắng để có thể né ra. Tình huống ném phạt chưa thành công dành cho Jacoto Brandon. Và anh đang nhận được những lời động viên đến từ người đội trưởng Dama Abraham. Sẽ có thêm một tình huống ném phạt nữa. Tình huống ném bóng đi vào rổ dành cho cầu thủ mang áo số 3 của Indonesia. Ai sẽ là người cầm vàng? Ai sẽ là người cười cuối? Và ai sẽ là người khóc cuối? Chúng ta hãy cùng chờ xem với những phút cuối cùng của trận đấu này. Mắt thực sự tập trung, những ánh nhìn viên đạn. Đây là cú ném 3 điểm, chưa có điểm dành cho Andrew Mathieu. Đây có thể là một cú ném đánh đổi cả một trận đấu, cả một tấm huy chương. Andrew Mathieu
đã có một chút ích kỷ trong tình huống vừa rồi. Trọng tài xác định lỗi tấn công. Lỗi tấn công đến từ Jacoto Brandon trong một tình huống anh đưa cùi chỏ ra và cầu thủ mang áo số 0 Ravenna Ferdinand là người bị phạm lỗi trong tình huống đó. Number 3, fifth personal foul. Và lỗi cá nhân thứ 5 đến từ Jacoto Brandon. Rất cần khả năng phòng ngự của Jacoto Brandon và anh lại bị ra ngoài. 1 phút 30 giây là khoảng thời gian còn lại. Những tình huống tấn công có khả năng ném, có khả năng kéo giãn đội hình dài đến Jacoto Brandon là những thứ mà cầu thủ này đã không thể nào đóng góp được nữa trong 1 phút 20 giây còn lại của trận đấu. Một tình huống phòng ngự tốt, trọng tài xác định đó tình huống phạm lỗi đến từ Michael Derrick và cũng là lỗi cá nhân thứ 5 của Michael Derrick. Phải chăng đây chính là bước ngoặt của trận đấu khi mà các cầu thủ của Indonesia, những cầu thủ quan trọng, number 5, fifth personal foul, các cầu thủ quan trọng của đội tuyển Indonesia đều dính lỗi cá nhân thứ 5. Cùng xem lại tình huống này. Lỗi đến từ Michael Derrick. Cơ hội để có thể chuộc lỗi sau tình huống ném 3 điểm trượt đến từ Andre Matthew. Bóng trong tay của Andre Matthew và đã đi vào rổ trong tình huống ném phạt. 1 phút 18 giây là khoảng thời gian còn lại. Khoảng cách là con số 4 rút ngắn xuống thành con số 3 sẽ là một khoảng cách tốt hơn dành cho Philippines. Bóng đi vào rổ và thu ngắn được khoảng cách thành con số 3. Có sự thay đổi người đến từ đội tuyển Philippines. Ba Kusma đã vào sân để có thể hạn chế những tình huống có thể đánh ở cánh ngoài đến từ các cầu thủ của Indonesia. Các cầu thủ Indonesia đã bị bắt trap, chính xác là như vậy. 14 giây trong đợt tấn công này. 1 phút. Akashi bị kèm sát đến từ các cầu thủ của Philippines. Cú ném 3 điểm. Bóng chưa đi vào rổ dành cho Adakara. Tiếp tục bóng và chạm tay của cầu thủ Philippines sẽ là tình huống tiếp tục có bóng dành cho cầu thủ và cũng như đội bóng Indonesia với 14 giây. Và Kusma rất cố gắng để có thể cứu trái bóng vừa rồi và hội ý dành cho hai đội. 53 giây, cơ hội để trở thành ngôi vương của Indonesia là vẫn còn, cũng như là cơ hội để tiếp tục giữ vững ngai vàng của Philippines vẫn đang ở đó với khoảng cách chỉ là con số 3 với một đội bóng đẳng cấp cao và có những cầu thủ có những tình huống ném 3 điểm tốt như Philippines thì việc họ có những tình huống ném 3 điểm thành công là chắc chắn là hoàn toàn có thể. 53 giây còn lại. Không biết rằng huấn luyện viên Phi Milo của Indonesia sẽ xây một bài đánh gì. Tận dụng tình huống có thể đạt 3 điểm cũng là một sự lựa chọn không hề tồi khi đường cách lên thành con số 6 sẽ buộc cho các cầu thủ Philippines cân đo đong đếm trong những tình huống ném 3 và ở những khoảng cách xa và cũng như là ở một khoảng tâm lý cực kỳ đặt nặng với khoảng thời gian cực kỳ ít, chỉ còn 53 giây như thế này, thì các cầu thủ của Philippines sẽ cực kỳ khó. Cũng là những sự khó khác khi các cầu thủ của Indonesia cần phải đưa trái bóng vào rổ trong tình huống này. Đã lên rổ, chưa có điểm, nhưng đó là một pha putback đẳng cấp NBA đến từ Marcus Bolden. Tay trái đưa bóng, tay phải cũng như là hướng trái bóng đi vào tới rổ, hội ý cho đội tuyển Philippines. 40 giây, khoảng cách là 5 điểm dành cho Indonesia. Hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống bóng đập ra và thu được trái bóng về. Sải tay quá dài và cũng như là nhận biết tình huống cực kỳ khủng khiếp đến từ cầu thủ mặc áo số 22 của Indonesia. 40 giây,
40 giây với những ánh mắt thực sự là lo lắng đến từ các vận động viên của Philippines. Nhưng nếu tính theo lý thuyết, 40 giây vẫn là một quãng thời gian quá liều, quá nhiều để giúp cho các cầu thủ của Philippines có cơ hội có thể thắng ngược. Họ sẽ chọn đem 3 ở trong tình huống này hay chỉ là một tình huống đánh 2 điểm chắc chắn? Fajardo đã vào sân. Ở một góc độ nào đó thì tôi nhìn thấy được dấu hiệu các cầu thủ của Indonesia sẽ cần phải phòng ngự ở khu vực dưới bên nhiều, vì có lẽ trong pha bóng này Fajardo sẽ được dồn bóng để có thể tận dụng tình huống ném 2 điểm hay chăng. Andre Mathieu cú ném 3 điểm chính xác. Andre Mathieu đã chọn tình huống ném 3 và đó là đẳng cấp mà vừa nãy tôi có nói tới, khi mà các cầu thủ Philippines luôn biết cách lên tiếng trong những giây phút quan trọng. Khoảng cách xuống chỉ còn anh con số 2. Đường chuyền tốt, luân chuyển bóng để bị trượt ra và chúng ta xác định là bóng trả về dành cho Philippines. Cơ hội vươn lên dẫn trước cũng như là có cơ hội thắng ngược đang dành cho Philippines. 81-79, áp lực lại dồn ngược về các cầu thủ của Indonesia. Phòng ngự tốt được tình huống này thì họ có thể bảo vệ và cũng như là giành được chiến thắng và đoạt được chiếc huy chương vàng, cũng như các cầu thủ của Philippines cơ hội để có thể chắc lại ngôi vương của mình. Tình huống tiếp tục đến từ Andre Mathieu và đó là chạm tay của Mark Westmoreland. Tôi nghĩ là như vậy, trọng tài xác định tình huống phạm lỗi rồi. Liệu có phạm lỗi phản tinh thần thể thao hay không khi Mark Westmoreland lại cho thấy cái sải tay dài của anh lên tiếng đúng lúc, đẳng cấp NBA của anh lại là thể hiện ở đúng giờ. Thực sự căng, hãy cùng xem lại tình huống này. Chắc chắn đó là một tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ của Philippines, nhưng sẽ không có lỗi phản tinh thần thể thao mà sẽ chỉ là tình huống ném phạt bình thường thôi. Bởi vì trước mặt của cầu thủ mang áo số 4 Abraham vẫn còn rất nhiều cái bóng áo trắng khác. Bây giờ hoặc không bao giờ dành cho Abraham. Bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Khoảng cách thành con số 3. Cơ hội để có thể chuất được ngôi vương. Bóng rổ nam ở Philippines. Chính xác là chất được ngôi vương bóng rổ ở SEA Games của Philippines. Cơ hội cho Indonesia 83-79. Cú ném của Abraham, bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Philippines muốn cân bằng được tỷ số, họ cần tới 4 điểm. Hội ý dành cho huấn luyện viên Vincent Reyes. Last timeout. Bên phía của Philippines họ chỉ có thể biết tự trách mình mà thôi. Có những lúc mà họ đã có thể vươn lên và có những lúc họ đã có thể thu ngắn được khoảng cách. Nhưng có những tình huống ném, những tình huống đánh cận rổ thì lại chưa được hiệu quả. Và cũng như là sự xuất sắc đến từ cầu thủ mang áo số 22 Indonesia đã tạo ra được cơ hội. Các cầu thủ của Philippines phải chăng họ sẽ vẽ một bài đánh 3? Đương nhiên là họ phải vẽ một bài đánh 3. Nhưng bài đánh 3 này sẽ là bài đánh 3 ở góc corner để đưa trái bóng đi tới khu vực nhanh nhất, tới khu vực có thể ném nhanh nhất. Và Michael Dirick thậm chí còn đang cố gắng hô hào các cổ động viên tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì, các cổ động viên Việt Nam để có thể ủng hộ tinh thần cho các cầu thủ Indonesia. Cơ hội để chuất ngôi vương bóng rổ tại SEA Games đến từ Indonesia đang cực kỳ cao rồi. Một tình huống chuyền đánh ở cận rổ và có điểm dành cho Philippines. Họ muốn phạm lỗi trong tình huống tới đây để có thể đưa được trái bóng vào rổ sau đó thêm một lần nữa, đưa các cầu thủ Indonesia lên vạch ném phạt và
mong chờ một tình huống có cơ hội ném 3 điểm. Đó là những gì mà tôi vừa muốn đề cập. 83-81, khoảng cách là con số 2. Liệu sẽ chọn ai là người nhận được trái bóng để có thể lên vạch ném phạt ngay sau đây đây. Bóng rổ là như vậy. Tình huống lên rổ với động tác đánh cốt sắp rất chuẩn bài đến từ Ravenna Ferdinand. 83-81. Sự căng thẳng đang thấy rõ trên gương mặt của ban huấn luyện Philippines. Họ phải xác định xem ai sẽ là người cầm bóng được có thể phạm lỗi ngay. Bầu không khí thực sự căng thẳng. 3 giây là khoảng thời gian còn lại trong trận đấu tranh chức huy chương vàng. Nếu như trận đấu này mà vào tới overtime thì thực sự là khả năng của đội tuyển Philippines là quá lớn và bắt buộc phải phạm lỗi rồi. Đương nhiên thôi. Và cầu thủ của Indonesia là Marcus Borden sẽ lên vạch ném phạt. Hai tình huống ném phạt dành cho Marcus Borden. Cú ném đi vào rổ dành cho Marcus Borden, mặc cho những tiếng kèn đến từ nhà thi đấu huyện Thanh Trì làm ảnh hưởng tới sự cố gắng đến từ Marcus Borden. Khoảng cách là 3 điểm. Pha ném phạt của chiếc huy chương vàng. Pha ném phạt với cái danh hiệu huy chương vàng đang ở trong tay của Indonesia, và Indonesia đã vô địch bóng rổ SEA Games 31. Thực sự là một trận đấu kinh ngạc đến từ các cầu thủ Indonesia. Các cầu thủ Indonesia đã làm bùng nổ nhà thi đấu huyện Thanh Trì.